Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Mận chi tiết đặc biệt trong quà ngày 20 tháng 10 của con trai, Trương Quỳnh Anh chứng minh nhan sắc tự nhiên không giao kéo. Món quà đặc biệt tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10 của bé Sushi, con trai Trương Quỳnh Anh cũng làm nhiều khán giả thích thú vì quà dễ thương. Trên trang cá nhân mới đây, Trương Quỳnh Anh đã không giấu được hạnh phúc khi nhận được quà 20 tháng 10 từ con trai Sushi. Theo đó, bé Sushi đã vẽ tặng mẹ bức chân dung hai mẹ con, kèm lời chúc: con chúc mẹ đẹp 20 tháng 10. Ngay khi nhận được món quà đặc biệt này, Trương Quỳnh Anh đã khẳng định luôn với khán giả bản thân không hề chỉnh sửa mũi, nên con trai Sushi mới vẽ cô và chiếc mũi khá to. Đó, tôi xin mẹ tôi cho đi sửa mũi không cho chi để giờ cháu ngoại nó vẽ mũi hai mẹ con vậy đó, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Đặc biệt, ngoài việc khoe bức tranh chân dung con trai vẽ tặng, nữ diễn viên còn đăng kèm ảnh của hai mẹ con để chứng minh những gì đã nói là sự thật. Cách khẳng định khéo bản thân đẹp tự nhiên không chỉ sửa này của Trương Quỳnh Anh đã làm nhiều người vô cùng thích thú. Ở phần bình luận, ngoài những lời nhận xét hai mẹ con Trương Quỳnh Anh sở hữu rất nhiều nét giống nhau, không ít khán giả cũng hết lời khen bé Sushi quá dễ thương khi tặng mẹ món quà không thể ý nghĩa hơn nữa. Bức tranh bé Sushi vẽ tặng mẹ Trương Quỳnh Anh nhân ngày 20 tháng 10 đã làm nhiều khán giả dành lời khen vì vừa dễ thương vừa ý nghĩa. Đây là bức tranh giúp Trương Quỳnh Anh chứng minh không hề can thiệp giao kéo, chỉnh sửa mũi. Còn đây là bức ảnh thực tế của bé Sushi dùng làm hình mẫu cho bức vẽ. Sau lời khẳng định không giao kéo của Trương Quỳnh Anh, nhiều khán giả đã nục lại ảnh quá khứ của cô so sánh với hiện tại. Có thể thấy nhan sắc của nữ diễn viên thăng hạng rất nhiều theo thời gian, nhưng những đường nét trên mặt không mấy thay đổi. Sau Ni Hôn Tim, Trương Quỳnh Anh cũng ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.